Nghe chừng hơi phế. Map này cũng được, mấy cái map thân quen chơi cũng được. Ui mấy cái map này là thủ cái chỗ này như là đứng ngay trước cửa ấy. Mà nó không thẳng vào cửa. Nên dùng cái dây xích này, à cái dây thép gai hay là dùng cái chắn nhỉ? Tùy, nếu mà có kiểu con của tôi thì dùng chắn thì Thằng phun xe này hình như khả năng nghe tiếng bước chân đúng không? À nó kiểu đo đo nhịp tim không? nhịp tim. Thằng ấy khỏe phết, cầm shotgun đâu đi cứ đi đo ạ. Mẹ thằng đến nó phát shotgun đục mẹ tưởng kiểu không biết ở đâu luôn. Tờ chan cao hồi trước nó có cái súng súng kiểu đặt trụ súng ấy, xong rồi đứng ở trong đấy bắn, nó cứ đặt trên đầu giống cái thằng gì nhỉ, Biết rồi, thế rồi cho tôi biết à, thế là bị bộ đội à? đổi thành súng phun lửa hay sao ấy. Giờ nó giờ thằng này cái súng này nó cầm luôn như tay ạ, kiểu nó súng phun lửa. Con Frost này thì nó đặt cái bẫy đi một cái nằm. Đặt bẫy mà cái bẫy kẹp á? Bị kẹt À cái bẫy mà đập dẫm phát chết luôn này. nằm rồi, chưa chết, cứu rồi vẫn cứu. Nhưng mà bẫy dễ nhìn vậy. Khó, cũng hơi khó. Có đéo to Nếu đùng mà đen đặt xì. cái combo là ông đặt cái tường ra, xong rồi bọn nó phải trèo qua, nhưng bọn nó nhảy vào dẫm cái đấy khó nhìn. Tưởng họ đặt ở mấy cái chỗ bên cửa sổ thì mới là ngon. Secure the Cửa sổ vault. mà ở chỗ này vì dùng đặt nhiều trụ là nhiều tường, cái chỗ này trùng trống một đống cửa đéo hiểu. Đặt đặt nhiều tường quá. Chưa thấy được room đầy đủ mình nhỉ. Để gà vậy. Mở xong. Đồ có tìm cái bom này. Này, nào mắn tử đi, đừng có tìm cái bom này. Đấy, đứng lưu lưu ở đây rồi. Má hôn đồ đứng ở đây để nó tìm bom. Cộng 40 từ cái gì đây? Thì mà sao chỗ này thông thống thế này? Không ai đặt cái gì ở đây à? Phía sau rồi này. Đang ngồi đấy thủ nó bắn cái xe. À, anh chạy đấy, không nghe tiếng điện thoại rõ đấy. Ông quay không mạnh, tôi không quay đâu ấy. Đang quay. Sao bọn này không thấy công gì nhỉ? À, chưa thấy gì. À, kình mạnh cũng học tập cái trò đục á. Trên tầng rồi, trên đầu bắn xuống. Chưa kìa, cái gục rồi kìa. Cứu nó. Đấy, bom mùa ấy đấy, cứu đi. Khói à, đọc rồi đấy.
ba mà đứng bắn. Nitro cell. Detonate. Đây là hàng. Không hết. Ôi trời ơi. Tôi bắn vào chân một thằng. Đi ở đâu ấy, đi ở cửa không ơi, cửa chính không ơi, có thằng cầm giáp cửa to mày ấy. Bây giờ tôi cho có độc rồi, còn độc không giáp vào chết mẹ độc rồi. Ông phải giữ độc để bắn thằng giáp chứ ai biết được, tôi bảo con thằng giáp mà lúc ấy đáp xong mẹ hai quả để cover cho thằng để cứu thằng ở đây. Nếu cứu làm gì giờ, không giết nổi thằng giáp đâu. Đó, ông phải giết cái thằng còn lại tí nó để hai thằng phối hợp ăn thằng kia. Rồi xong rồi đấy, đằng sau đấy đấy cái lỗ đấy. Ôi mẹ, rồi nhanh đấy. Nào rồi, ra quá nha. Quay thằng giáp rồi. Đục rồi. Thằng lốn kia không biết thương à. Nó lên này. Giờ cũng không cho nó vào thôi. Đấy thế. Đấy. Được rồi, được rồi. Nó ngáo quái nó vào rồi. Thế thôi. Pro rồi. Game này có vẻ hơi dễ. Và quả kia đứng ở sau tường thì đục qua cái lỗ mà để cho drone chui qua. Hiểu. Cái phanh đất chân nó chết, đéo hiểu. Cũng bắn qua cái lỗ bé bé ở dưới á. Ừ. Ôi dồi, bẩn. Nằm hướng lên nhìn cái chân nó bắn qua qua thì chết nữa luôn. Bắn nó gục xuống xong tôi sấy cho phát nữa chết. Bẩn. Nhớ mà chơi thế em ạ. Secure the bombs. Door is blocked. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Ui lắm drone ấy. Cái gì đang có người gọi khổ quá. Vài tay. Ai cũng phá đi. R4 is loading the bomb. Get ready to engage. Wall is fortified. Tại sao? Đây em đéo rồi, đặt cái chỗ nó nhảy xuống được, đặt cái chỗ mình. Cái gì? Không. Đặt vào để ra nó bắn được thôi. Không, có cái thằng đặt ở chỗ kia. Đặt cái gì nhỉ? Ở đây nhiều mảnh vụn quá, đi qua đây nó lão xạo. Ở bên này này. Tìm nó có con hack điện thoại ạ. Cái lỗ này để phòng mà nó tập trường ở trong này ra.
cho bạn thân bắn luôn. Mày này support ngay. Ở trên đầu nhá, trên đầu nhá. Ở đâu? Trên đầu nhá, trên đầu, trên đầu, trên đầu, trên đầu. Thằng trên đầu này yếu lắm rồi, tự bắn. Ui, đau 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 đau, chỗ đấy, chỗ đấy. Đau quá. 18 máu rồi thôi. Chút rút, chút rút. Trên đầu chỗ nào? À, trên chỗ này. Trong có 18 máu à. Đang đi à, chỗ gần đấy. Gì vậy? Không phải ngáo thế, đi ra cái chỗ cái cổng ấy. Đâu ấy? Hãy thôi. Tới không? Ông kia còn đi vừa khói của mình. Gần hẹn. Đau quá. Setting down my +1. Tốc mình nó đỡ vướng mắt. Không mình nó hóa ra nó hùi máu mình à. Deploying heartbeat sensor. Nó. Ui, đâu đấy? Mẹ ngoài đấy con. Ngoài cửa, ngoài cửa đấy. Ngoài cửa đấy. Mà. Đã hết đâu? Ôi địt mẹ bên trên nữa, khó quá. Đá một cửa bên dưới, đừng có đi ra làm gì. Trên nó ngắm xuống, dưới nó ngắm sao? Địt mẹ nó dưới, trên nó nằm này. Khốn nạn thật sự. Ok. Ông thấy thằng Giáp nó khỏe chưa? Đấy, nó chơi thế mà, có chịu thế mà. Câu thôi, đừng cho nó đặt. Đằng sau ghém, ốc cả ghém. Ốc ghém, ôi giời ghém. Địt mẹ, thành tiền ngáo thế. Còn một tay hết thôi. Đá quả mình không nên đi lên. Đơ mặt thật. Phải đá mình không nên đi lên, sai quá. Phải mình cứ đứng mình thủ rồi là ngon này. Đáng ra ông phải bảo là sắp hết giờ rồi đừng lên. Bảo gì? Ai? Bảo ai? Bảo tôi. Tự nhìn. Đang tập trung kìa. Người thì ông phải nói. Sắp hết giờ rồi đừng có mà lên. Để tôi biết tôi còn thôi. Trời cầm khiêng đi mạnh. Hiền đéo, hiền phế vậy cứ tù vãi liền. Cầm khiêng thử vậy. Pha đây đáng đứng thủ mà nó không dám vào đâu mà. Nó vào bắn chết ngay. Mỗi mình thằng đốc thì nó hơi tù. Chứ tôi mà còn sống thì ít nhất là phải cầu thêm mấy giây là đủ thắng rồi. Đi lên thì mà bị nó bắn từ hai hướng khó quá. Một thằng đục bên trên, một thằng bắn bên dưới. Không gì được. Need to use your drone to locate a bomb. Map này mình khá là thuộc đường. Ôi, có con đặc sát, có con giáp à? Con B1 á? Con B1 là ở đâu? Đấy, ở đấy đấy. Ở đâu tầng hầm chứ?
B1 là basement hay ra. Thằng bắn nhanh thế. Ui, có thằng ở ngoài, có thằng ở ngoài nhá. Nó chạy ra ngoài. Sao lại chạy ra ngoài thằng nháo à? Để nó bắn hay sao? Nó chạy ra ngoài lộ mẹ tầm nhìn này. Bắn đi. Nhưng mà nó nhìn nó đâu, nó khuất tường. Nó chạy vào trong rồi, nó chạy ra ngoài. Sao đi đường này nhỉ? Đi đường kia phải ngon hơn không? Kéo thử bọn này đi đường này. Đột nhập từ trên tầng đúng không ạ? Vậy vậy, chết thật quá. Không ai đâu, vào đi. Đấy, này vậy. Đột nhập kiểu sầu hoạt. FBI open up. Rồi, đang bị một camera nó nhìn thấy. Bắn rồi, xong rồi. Mạnh lâu thế. Đổi xuống lục. Con đẳng 2. Ừ, đang cầm. Nhưng mà nó biết mình đi đằng này rồi. Thực ra chơi con này là phải lộ ôm ạ. Đâu ấy? Kế thế toàn vì tôi bỏ khiêng ra, tôi bỏ khiêng ra tôi chết thì sao? Chết thì được, từ từ. Cái gì đấy? Ở đây có một cái chỗ này đục xuống này không ạ? Có đang đục xuống không? Nó đóng đi, đóng ấy rồi. Tôi có cái kiểu để đục xuống này. Là đấy. Đi đi. Được rồi, để tôi đục rồi. Tại sao dễ chết? Đéo hiểu để sao luôn chết. Quái nhiều quá. Ôi, cậu mẹ tí thì bắn cho mông. Nó chết chưa? Chưa không? Chết chưa. Còn không ấy đi, để tôi bắn em. Thì ai đáp khói vậy? Ok, bắn. Thế mà không trúng cơ. Phế thế. Phát hiện tôi bắn ngắm trúng người mà thôi. Cứu, đánh, cứu. Phế thế mạnh. Phát tôi đang rõ ràng tôi dí trúng người rồi, quả thằng ấy đang nằm thì mẹ. Tôi dí trúng người rồi mà. Cứu đi, cứu đi. Cứu à? Mẹ đang nằm đây. Looks like you sprung a leak. Let's patch you up. Này này này. Mẹ không ngắm được súng. Tầm kia không ngắm được, khổ vãi. Dạ. Đâu nó bắn chết tôi đây. Nó đã bom. You must recover the defuser. Đâu bom nó đâu, nó đục qua tường à? Ai bắn qua cái lan can này, mãi cả cướp. Quá. Pha hết xong rồi bắn. Trượt thế nào nhờ? Rõ ràng tôi ngắm trúng ngay người đó rồi. Nó bắn, đạn nó lệch đi đâu ấy. Mẹ tim... Đáng ra công nghệ đường mà tôi nổ ấy mà ngon không? Ông giỏi chơi cầm khiên hả? Nhớ gì không? Cầm khiên đéo gì? Thấy mấy lìn thôi. Đéo này cái khiên, ông nhìn khiên nó tù nha. Thôi, mẹ tôi cầm súng lục tôi quả đấy ông kia đắp ông khói hay không tôi bắn nó hết chết ngay từ trên chỗ cầu thang rồi. Tự nhiên bị khói mù đâu nhìn thấy cái gì cả. Tôi đáp đéo đâu. Nó bọn, bọn nó làm đéo khói, bọn thủ làm đéo khói. Gì đâu mạnh khôn quá, tưởng mạnh vẫn ngu ạ. Cái gì? Tôi đáp cái khói ra làm gì. Đéo nhìn cái gì nó đứng lại trong khói mình đéo bắn được. Không phải quả bọn nó không nhìn đến lúc đầu có nhìn thấy tôi đâu. Tôi đứng bên trên nó không biết gì, nó cứ đứng có bắn ông ấy. Quả tôi giơ súng hết rồi thì khói nó rùi mẹ trong khói, đéo nhìn cái gì nữa. Need to use your drone to locate a bomb. Chơi bom khói. Ông mày khôn choáng thôi. Ngu. Hầm không quá nha. Đây đây đây, đây chỗ này. Đông 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 đông. À, đông thế. Đấy, tôi tìm một quả đấy. 4-5 thằng, cái gì? Đấy, hai. Thằng hai đấy. Drone
drone has located a bomb. Ông này chưa giết được mạnh màu, chả nó. Tôi chưa tăng giết ai. Ai bảo ông chơi đúng kìa. 10 seconds before insertion. Thì sẽ chui hết ở đây này. Công đi. 5 seconds to go. Chui hết. Kiếm chỗ cái màn nó chui vào đúng không? Thôi khẩu ấy giấu cái gì nhỉ? Bình thường mình bắn khẩu ấy ngon lắm. Tìm nó cũng tăng với cả thằng Jacker. Nào mà mẹ đi, đéo có ai ở đây, không thủ, đéo có thủ chỗ này. Cắm nghĩa đéo. Được, được, được. Cái đéo gì đây? Được, được, được. Hay story được mà. Chưa chưa? Pha vẩy gọi là như một siêu nhân. Ông luôn hỏi tác dụng con của tôi là gì? Đấy, con của tôi đấy. Nó gì đấy, nổ không? Mạnh cẩn thận đấy, không nó bắn luôn đấy. Thôi tấm con đấy thế. Tôi bảo mà. What it? Con mẹ vừa mới thò đầu quên đáp rồi, cô bóng choáng. Thấp máu quá. Nó bục phát chết luôn rồi. Đó bóng choáng hay vào đi. Bài mình thấp máu quá, nó vỉa đúng cái chết mẹ luôn đấy làm gì. Ông có bom xóa không? Tán không? À. Có. Đang bên phải của anh. Bò vào. Không chết. Bò lên, bò đi lên nè. Tao đâu có không thấy mà. Ui ui. Ôi giời đâu? Ơi, thanh niên. Trời ơi. Thanh niên này. Thanh niên này bắn chết đồng đội. Đi hai vậy. Còn một thằng nữa, còn một thằng ở góc. Đấy đấy, chỗ đấy đấy, chỗ đấy đấy. Khoảng đấy đấy. Đắp săn vào, sao đâu. Ôi giời ơi, ôi anh ơi. Đá bom kiểu đấy. Ôi. Ui. Đâu ấy? Down to one friendly. Đi. Cái chân nằm, cái nó nằm nhá. Trời ơi, ông nó bắn kìa. Ui. Ôi, bắn kiểu đấy à, nó còn không nhìn thấy ông nữa mà. Ok. Ok. Ngáo thế. Thật luôn đấy. Phan em đang bỏ nó không nhìn thấy ông, bình tĩnh ông bắn từ từ là ngon rồi. Ông bắn đúng hai cái, bắn toàn vào chân. Bắn nó còn trượt đấy chứ. Phan này là 1-1 đúng không? Ờ, 1-1. Đi mẹ phà đấy, để thua nhảm đấy. Ông chết đấy, đéo chết cái đéo ấy. Tôi liên tiếp nếu cho team này, để thua mỗi thằng bố mạng như này. Trong Wii Happy ấy, nó còn bắn chết một thằng đồng đội, đéo rồi. Tôi đang chỉ ở đây mà mày chết. Đợi tí tôi đang ngao vào lại. Pha thì mẹ đồng đội đang đi quay nhà tao bắn như là được mùa. Chín gì nói, cố được khoảng 3 trận thắng nữa là đủ rồi. Map, cái map này mình ghét map này mãi. Có mẹ sao không mở được cái quay à? What the hell? Bao phần trăm rồi? Tôi 30% mà tôi đã mở được. Chưa đến 30, bấm. Ông quay mà. Quay gì? Quay game mà. Quay game gì? Ai biết? Sao nó quay nhỉ? Cái dây thép gai nó chỉ làm chậm mấy cái ấy thôi, nó không gây đam đúng không? Ừ. Đấy mãi. Làm chậm mấy gây tiếng thôi, không gây đam. Bên Eola này là tao chị ấy.
đâu là Ela này. Ela tôi chưa biết gì, nó nhiều kiểu bẫy biết gì. Valkyrie là gì? Valkyrie đặt mắt rồi, đặt cái camera trên tường. Ghét mấy con camera mệt mỏi quá. Legend này đặt bẫy gai này, con này là phân thân này. Tôi nhìn thấy như cũng trong tấn công của một cái con thì nó kiểu, nó như kiểu con Phoenix ở trong ấy, nó tạo ra một cái ảo ảnh trong đi lên phía trước ấy. Rồi, con Iana tạo ảo ảnh đi lên trước. Ui, chỗ này có một cái cửa sổ khá là trống này. Thì ai đục được cái này không? Ai có bom đục hộ cái này cả? Biến ra chỗ khác. Kiểu như súng của tôi bắn giật chứ. Ôi cái địch có mẹ thằng luôn. Cái súng của tôi giật vậy đái. Nắm đi ạ. Đục hộ cái tường qua đây đấy, ông nhìn súng của tôi giật. Đục thế được rồi, đục nhó, đục nhó. Tường mà, qua hai bên. Đục phải nhìn qua được rồi, bắn được rồi. Ok. Cái nhau đây. Mất mẹ cái ô ở đây, khổ vãi, tí nữa đi là dẫm phải. Khổ vãi liền. Cái gì đấy? Không hiểu cái gì đâu đây. Ngã. Bắn nhau đến nơi đấy nè. Giờ này cũng ngã. Cái súng chảy thế. Doorway secured. Setting down my plus one. Hai phút hơn mới thêm con dâu này. Phải biết. Nha hơn 2 phút 20 giây rồi. Ôi, đấy. Đâu đây? Đằng sau ấy à? Vâng, nó không hơn này. Vậy thì có cái chỗ nó trống thì phải đi qua thì sợ vãi. Gì đây? Ừ. Được đi vào. Đây có một cái lỗ thủng này. Sao được đây? Em đi đấy. Không có cái lỗ này. Không làm chỗ đéo rồi đấy. Đứng. Bên này thôi. À đâu, bên này không có. Có vẻ nó không không cái công bên này rồi. Đâu đấy? Đâu đấy? Lâu lâu không em. Bọn này lâu lâu không. Bọn này bắn vào mấy cái ảo ảnh của tôi là bị lộ vị trí ấy. Hiểu. À, thì ra là ghét mình. Nói thẳng ra là như vậy. Chỗ bên này mày nghe.
hai bên luôn. Còn đéo thằng trả lời luôn ạ. Đi đang tập trung phục quá. Coi khinh tôi với ông Hiệp. Nó hiểu thì mẹ ơi, coi như đóng cứt. Nó cứ bắn bẫy mình ạ. Đã biết là đấy là ảo ảnh ạ. Down to 15 seconds. Có một thằng đang móc lốp bọn nó kìa. 10 seconds left. Ơ hết mentor bọn này không vào à? Ơ không thủ thôi. Nếu người ta. Ui. Ô đừng ra. 5 seconds left. Mày. Thôi nó thắng thôi. Easy. The time limit has been reached. Thằng con là gì? Từ từ. Đợi tôi kiếm đủ mình gì nào. Gạo đi rồi không nói với ai. Còn ai đâu mà. Đéo hiểu. Thằng Bandit này là thằng sốc điện đúng không? Ừ. Đâu Bandit đâu. Chơi con mới nào, suốt ngày chơi con đấy thôi. Con này có skin. Với cả biến trưởng con này thôi. Mày vào khoe skin ngay chứ. What the hell? À, Mira. Ông chỉ cần đục ba cái lỗ thôi để đủ bắn. Đục nhiều. Đục nhiều chỉ để nó bắn ông thôi. Ui, ở đây. Nó đáp ghế. Đỡ phải đục. Ui đi, con mẹ. Đâu đây? Sao có thằng đi coi mẹ nó nhảy vào đây từ bao giờ kìa, vãi cả cất, đéo để ý. Rồi pha này có vẻ toang rồi, không địch rồi, không địch rồi, tức nó tấn công chậm quá nè. Kinh địch rồi. Không quân tán chết hết thế này. Ok 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 đấy. Ôi anh ơi, bắn thế đấy. Thật sự. Nhìn nó một người đâu. Chạy lu qua mặt ông hai thằng liền. One friendly remaining. Trời ơi. Ông người anh ngáo quá đi không ạ. Tại ông được đi gọi tôi ngu thế. Một tường đi rõ một nó rồi nó không nhìn thấy ông luôn. Có chạy qua chạy lại 2-3 lần cái chỗ đấy rồi ông bắn một đấu trúng luôn. Nhìn thấy nó cứ bắn mưa vào thôi, nhớ phải ngại gì. Hẳn lắm rồi. Không không hài kìa. Nè không. Chỗ gì kìa. Uze này cho nó. Chú khổ. Được chơi đâu mà cứ chơi con đấy ấy.
thế vãi. Trận nào cũng giết không nên tao chán không. Không quen con này thôi. Tâm lý học mới chưa ấy, chưa lừa đi hết. Trận này chơi tiếng tổ này khác. Đây đây đâu, làm sao mạnh vậy, làm sao. Chạy sang bên đấy một quả nữa, bên này một quả nữa. Ai rồi, tìm hai quả rồi. Đặt bom. À thằng đập bẫy. Chạy đi. Đi lại của anh. Mà đây là nó đứng hai hướng rồi. Phía trước chạy đi, phía trước hai nữa. Làm sao? Mù. Mù nếu nó tìm hai bom thì còn nhào nữa. Ông này không tìm một quả nào, ăn đùng cái chết. Kêu ai? Chồng bét này. 0-0-2. Kém hiểu. Điểm 29. Insertion in 5 seconds. Hơn một tí lên mặt xem tôi mẹ tên năm đây. Make your way to its location and defuse. Nhắm hơi tối. Nhắm ngay đây không ạ? Nhắm ngay đây không ơi? Thôi đi được qua. Thả bom chết thằng. Easy game luôn. Chơi con này là easy quá. Đi đông nổ cả drone của tôi ạ. Mẹ. Ôi ôi, nhảy xuống phải lái thế. Ôi đi. Mày lên. Out of ammunition. Ai cầm mấy đấy? Ai cầm gỡ đấy? Thằng kia. Ui thì mẹ bắn. Trời ơi. Ủa đúng rồi, chấm máu rồi, đúng một chấm máu luôn. Chắc là khoảng 2-3 máu ấy. Nó còn khoảng 2-3 máu rồi thật. Máu nó còn đúng một chấm á. Ông chết à? Tôi mê lê hụt quả đấy ạ. Đéo hiểu mê lê hụt cái gì ạ? Đang đi sau người lê nó. Team nó còn mấy thằng? Hai. Một thằng còn chấm máu đấy. Đang ngay trong này. Đấy thằng này chấm máu rồi. Ôi cái thằng mùa. Nó kìa thằng đồng đội kìa. Ôi trời ơi, ông bắn trời ơi. Lát à? Đéo phải ông bắn kiểu gì ạ? Ôi, chỉ trúng nó một viên rồi nó chết đấy. Thật. Trúng vào đâu cũng chết. Mà máu nó còn một màu luôn, một tí. Camera soi tận nơi này rồi mà không vào mà bắn nó đi. Hai thằng kia ngáo quá. Biết rõ vị trí ở đâu rồi mà không vào mà bắn được, chịu rồi. Mày xuống. Đây, không có bom bùng gì câu vào. Ôi trời. Mệt mỏi vãi. Chơi ra này. Chơi ra. Ok, chạy đi. Thì phải ngồi giữa đường này, bắn nó rất mặt đây này. User is online and active. Chết này, thanh niên này chết chắc này. Vậy kiểu gần đầu, cái tổ vãi.
Ok. Ok. Ui, đấy. Okay. Phiền nhẹ một cái thôi chứ mà. Tụi bắn yếu lắm rồi. Toàn được 75 không chạm rồi. Chạy đâu đây? Đấy đấy, nó đấy. Đúng rồi. Ok, 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 ông Hiệp à, ông Hiệp à. Mày có thằng bên trên nữa đang ngắm score kìa. Chơi con gì cho nó khác lạ tí nhỉ? Chơi mãi cái này hơi choáng. Tôi khá ý, ai bảo để mẹ con này. Cuối cùng thì anh đã có một chút tác dụng hỗ trợ một, không còn không như trước nữa. Cần tôi chơi con này đây, tôi gõ bắt đầu từng thằng một. Con gì đấy? Con cầm búa. Con hôi không? Mà sao lại đi đi đi? Gì? Tinh tổng 1 anh ạ. Đây không ơi. Phát hiện này. Này đâu vào đi lại còn quay đầu rồi. Đấy tôi chạy trong cái này đấy. Tôi lấy con bê. Quay vào cái bên đấy em đéo. Đéo đổ bên nó tìm con rồi. Tìm con bom thừa. Tìm con bê rồi nhỉ. Quan trọng tìm vị trí bom rồi được. Có thằng zombie, thằng độc với cả thằng gai. Thanh niên này vẫn ở ngoài. Ôi dồi. Ôi có thằng một đỉnh mẹ đánh kê vào cái hông ạ. Vãi cất hạt bom tới hầm ấy. Chó quá thật. 10 seconds to insertion. Chả hiểu nó nhé. Trung Quốc insertion. Kiểu nó bố đời thế giới. Nó cứ nói tiếng Trung Quốc mà nó nghĩ chúng ta sẽ hiểu. Ê ơi, mày thử đứng một lửa này xong nó nói mày. Đó mày. Đó là tầng 2 đúng không? À, tầng 1. Tầng 1. Gì đấy? Nhớ rồi đấy. Gì đấy? Bắn gì đấy? Bắn như được mùa đéo đâu. Thanh viên này ơi, đừng có làm trò à. Cái này vỡ đéo cái này. Đi chết ạ. À. Chóng mặt quá. Đồ cửa chóng mặt quá. Bấm C để ấy ngược lại. Thôi 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 đi xuống mẹ thì cho lành. Mẹ ngồi trên biểu á. Ui tôi sẵn rồi. Gì đấy? Mà tôi nghĩ công ở đường này nó được đông, nó thủ đông lắm. Không làm đéo thì mà ngã đấy. Trơn. Trơn. Đi. Như cái thằng mới chơi ấy. Sáng ra ông đi ông phải đập mấy cái cửa cái team. Chơi thằng búa xong rồi không đập được cái gì. Ôi giời. Ôi đi đâu ấy. Đi cái mẹ thằng bom. Con mẹ nó trên tầng ấy. Bom trên tầng 2 đấy. Bom trên tầng 2. Đặt bom nó đứng trên tầng 2 nó bắn xuống. Thế sao ông đi ở trong đấy nó lại bắn ông nhỉ? Có thể ông đi trong đấy được an toàn mới vào. Mẹ. Đâu ấy? Đâu cái gì? Đâu sao cầm shotgun ạ? Đứa không đéo gì? Cái để mày bị thằng bom chết đúng không? Nó đứng trên tầng 2 nó bắn xuống mà. Nó chạy ra một cái đi rồi bắn rổ bắn. Bắn khổ vãi. Cái chỗ này khó công vào quá. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, úi giời. Hẹn lời không.
sao khó nhỉ, tự nhiên sao trận này tôi kém nhỉ, tôi chả làm được cái lại gà thôi chứ tại gì. Chơi tử tế này. Đây là tôi chân bịch nè. Ông chơi con gì ông quen tay nhất đi. Kìa, quen tay kìa. Chơi game phải vui. Thế là tôi chơi con khác này. Thế mẹ thời gian này. Khác. Thực ra em đéo con nào khác mà chơi. Chơi Mute ấy. Mute phế vãi, chỉ là cái trận drone này chả có tác dụng đéo ấy. Làm cái gì? The area, keep the không có mù. Ôi trận này chơi Mute ngon này, má mày chơi Mute em thôi. Đây là cái map mà tôi được ấy mà. Cái hầm. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Bắn mãi không chết ạ. Cầm lục mới sắp gắn khó bắn quá. Anh nghe tiếng drone ở gần đây mà thôi. Thế là cái cầm sắp gắn là cái gì ạ? Phế mấy gì? Tôi gắn đục đường tường. Op 4 has located a bomb. Được, mẹ, ready for hostile action. Tôi đi chơi đây, bye. Thì mình đéo có đặt bom được bùm nhỉ? Gì đấy? Xin nấp ở đây. Ở đi ra đây làm cái đéo game ở đây mà. Team mình chẳng có bom bùng gì cả. Team mình chơi những con gì đây? Có con đặt bom rồi đi. You know what to do. Team mình chết một rồi kìa. Bọn nó công được này mẹ. Tôi thấy drone ở đây mẹ. Chỗ tôi ping số 2 ấy. Rồi, cứ đấy đi. Bọn nó công vào đi rồi nói. Drone là một chuyện. Thấy có mình này. Đâu đấy? Mình tôi thủ quá. Ôi địch cơ mẹ. Thế mà tính ạ. Nó đâu nhỉ? Tôi chạy loang quăng mãi không thấy. Ơ, thằng bị ai bắn đấy? Ê, địt con mẹ. Chỗ bên chỗ tôi ấy. À, bên chỗ tôi bom nào. Đéo đâu. Bên đéo chết mẹ rồi, tinh đéo rồi. À. Tăng mấy? Tăng không. Mission critical bomb interactive. Nó phản ứng nhanh quá. À, cái pha thằng kia bị bắn chết, ai bắn chết nhở? Cái thằng đứng cạnh tôi bị bắn chết, nếu biết ai bắn. Mà mình thì cứ bị lo ra sau. Ui, bắn kinh thế. Kém quá. Thấy anh mệt quá. Không bật quay được, trời kém quá. Nếu hiểu, bắn quay đua này thì bao giờ tôi mới đủ tiền. Ô, kiếm đủ tiền để bật ấy mà ông như anh không. Không cho mình toàn thua thế này, sao mà đủ tiền mua tướng đây. Vách.
Lẽ sao không quay được nhỉ? What the f... Không quay được. Cái quay màn hình. Bộ mình đôi cùng... OBS hay gì? Tôi dùng cái Nvidia Experiment mà. Mẹ nó. Dùng OBS, dùng Bodycam ấy. Tôi dùng OBS nữa đâu, tôi dùng ấy mà. Của cái Nvidia. Bản hình cam của ông quay giật vậy đái ấy. Đéo sao giật ạ? Tôi quay bình thường vậy cất. Trời ơi, bắn được 100 này bao giờ mới đủ tiền, 10 trận mới đủ tiền à? Bắn thắng thì được 200. Echo thằng ninja này. Ừ, Echo con đấy đáp cái cam. Cái cam hình phi tiêu ra có thể dính lên tường hoặc dính dưới đất có thể di chuyển được. Không hiểu, không thường thường bảo lắp cam ở đây phế. Không hiểu, ông không dùng cam mình. Mệt mỏi đang bắn nhau, bật cam người ta bắn cho mà. Tôi quên mất chưa chỉnh. Đó nào cho con Mute này, không biết là đang để cái đéo gì ạ. Sau này mình chơi Mute. Mute có hai cái, một là cái Nitro Bomb, hai là cái camera. Secure the bomb. Camera chống đạn. Ui, con này còn không có scope ạ. À. Ý giả chỗ này, map này mình còn đặt được nhiều. Đặt được nhiều cửa, vì chỗ này cần nhiều. May. Bắn ấy. Ok, tôi đặt cái đập. Ông đặt ở đây mày, đặt ở đây mày. Đây đặt đây này. Đâu? Đấy, ơ, what the hell à? Đây. Đừng đặt ở giữa, biết à? Đặt ở bên cạnh ấy. Tôi kệ mẹ nó, đặt đây. Tôi đóng cửa thì ông lại bị mất đấy. Mất thật đó. Có cắt ít. Đấy, mất đấy. Bảo rồi. Úi dồi. Nghe, không nghe, cứ cãi. Tại ông. Cứ cãi. Sao muốn chặn cái tường đây, chặn mẹ lối đi của gì mà. Bom của trong này kéo đâu mà, bom ngoài kia đâu mà đấy. Bọn nó chưa, bọn nó tìm bom chưa? À, rồi. Đéo hiểu. Chặn, đéo có thằng tụi không? Ok. Chặn cái chặn lỗ đâu. Nhá. Có thằng phá tưởng đây nhá. Thì ấy đi. A bomb has been located by op 4. Rồi tao sẽ tìm bom rồi. Walls reinforced. Rồi thằng nào? Cái gì ấy? Có một thằng chặn tưởng ở đây, không biết là nó đập tưởng đây. Gì ấy? Ui. Giờ con này cái đìn gì vậy? Giờ ông xem là gì? Nó hình quả bom hay là hình camera? Nó hình cái... À hình bom. Đây là C4 rồi, C4. Ném ra rồi bấm G phát nữa để kích hoạt. Ui. Ôi, nó vào đấy. Có đi mẹ 12 năm cái này. Cũng quay đi quay lại cũng có 2 người vậy. Ôi. Bắn thế. Nó bị. Không được không ạ, ngay sau tôi không ạ. Chỗ này có một mà anh. Ui. Con mẹ thằng này là thằng ấy, nó có khiên ạ. Thì con mẹ thằng gấu ạ. Con mẹ nó chứ. Phải đấy, đéo có khiên là nó chết mình rồi đấy, con mẹ. Oh, mẹ con này không có scope, bắn khó quá. Thằng gấu khó chịu thật đấy, mày bắn thẳng vào đầu rồi ra đấy. Gấu nào? Thằng gấu kia đấy. Đấy là dâu đen, đấy. Gấu đéo.
Nhưng mà thằng ấy không, đúng là bán thật đấy. Bảo rồi nó phải nép sức mạnh mà. Thôi tao thể mua thằng đấy rồi. Quẻ thế không mua phí. Sắp giảm sức mạnh rồi đừng mua. Giảm sức mạnh thì thôi. Jacker là nói gì? Jacker là đặt ra mấy cái trụ mà kiểu bom nã vào nó sẽ phá trước khi nó nổ. Kiểu bom flash và lùng cái thứ. Nói chung nó vô hiệu hóa bom. Đây. Bom thì nó dễ hiểu. Capan. Không phải, nó đặt cái vô hiệu hóa bom. Là sao? À, chắc cười á, đặt vô hiệu hóa bom ấy. Ừ. Nhưng mà thường nó đặt một cái trụ súng, khi mà bom nó vào thì trụ súng ấy nó sẽ bắn quả bom và quả bom không kích hoạt được. Tôi lại đi quẩy, chơi con này là phải đi quẩy. Tôi có ở đấy đâu, tôi đi chơi rồi. 10 seconds left. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Mày tôi làm đường thông xong cái này mày nghe. Mày làm đường thông này. Mạnh tí bắn cái đấy à? Bắn cái. Chưa có căng mày. Đâu rồi? Có địch mẹ chui mẹ qua. Rồi đặt ở đấy đi ai vào mày? Mưa đâu? Đây đặt đâu nữa? Ok. Con mày. Đó đấy là cam đồng đội mà. Ừ. Đéo được. Ừ. Đi vào sân chỗ đặt thổ hở hang này. Nhìn việc của ông. Thằng nào đặt đấy? Thằng đặt tường này. À thằng đặt kính này. Ôi thằng này đã chết. Chưa anh nhỏ. Ai ngoài kia đây. Đâu ấy. Chưa nhìn vào đâu. Ui, địch mẹ thằng bắn kinh đấy. Bắn kinh quá. Mày à. Ui, nó bắn quả đấy mà trúng đầu mình, thằng ấy bắn ảo thật đấy. Ảo kinh luôn. Chúng nó thằng kia bắn ảo quá ông ơi. Ui, có thằng khiêng à? Đừng đùa tôi đấy chứ. Đâu, khiêng đâu. Thôi xong. Thằng Okami nó... Ô kìa. Bắn... Ui, cái khiêng thằng này á. Bắn vỡ cái khiêng thằng này rồi. Chó thật. Đấy. Mẹ. Khó chịu quá. Chó mày lách. Khó chịu quá chưa. Lúc đấy tôi cũng bắn vỡ khiên nói đấy. Nó thay được mà.
này tống này được này. Ôi chịu vãi. Giảm sức mạnh đi. Sao mà chơi chưa đã. Kìa có thằng chơi Blackbeard team mình này. Kiểu nó có một cái bất tử ở đầu ấy thì mẹ mặt thân như người ta cái gọi là cái đéo một thằng AFK mẹ rồi gần như kiểu cái phản xạ người ta sẽ ngắm ở đầu ấy kem ở trong đầu ấy nên thì nó lơ cái khiên lên là đéo thì nó bắn vào đầu một phát chết ngay được. We need to locate a bomb. Má mới đi nè. Tiền làm cái cân bằng lại kích. Tổng một thì sao? Mà nó còn chạm năm đi để drone has located a bomb. Để ấy được cái bom ấy nhá. À để dùng được cái đấy nhá. Nó chỉ cần giơ súng thôi. Cái hành động khá quá là đơn giản. Mạng nó đi đâu ạ? Đó nhỉ. Đang đi tìm bom, đang đi tìm người. Đang đi quan sát địa hình. Bom tìm được rồi, đi quan sát địa hình làm gì. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Trong khu bom A có một thằng này. Mày nhớ nhìn cam của tôi rồi. Mày có khiêng vào trước đi. Mày... tiên đi sau rồi. Nó đi phá em gì để cho câu bom qua. Mẹ chỗ này bọn nó chặn hết rồi. Ê ông em không qua đây không? Mẹ thật chó kia. Tôi lại. Gì ấy? Nổ nổ. Mẹ em ơi. Này không ai nhá. Hoặc là tôi nhìn thấy không ai. Loading magazine. Bắn người nha. Placing breach charge. Đéo hiểu là thanh niên này mình vòng sau đã biết gì. Được, mạnh đâu, mạnh giết đéo đâu. Giết đấy, cái thằng chạy vào trong ấy bị tôi giết rồi. Tôi ngồi trong cái, tôi đứng ở trong ấy thì thằng đéo chạy vào. Cái thằng áo trắng chạy vào trong bị tôi giết này, khổ quá. Mà anh thằng nó chạy mạnh. Không hỏi là bán mức ảo ảo đó gì ấy. Tôi thường thương mại thì nộp cho nhanh. Tôi thích hai đứa đấy. Ông làm ăn là cái gì không? Tôi phá đường tôi tìm ra. À tôi 4 bánh 4 chứ, chẳng lẽ phải 4 bánh 5 đâu, 4 bánh 4 mà. Thời gian AFK để cho cân bằng. Ây dạ. Need to use your drone to locate a bomb. Tạm kích lướt E trích x 2 đam từ chỗ E của Keo Quynh. Cái đấy khó lắm, thì phải dùng ấn nhanh vãi lìn là nó kiểu là E xong rồi chậm kích. Nhưng mà trước khi cái đó, trước khi cái E nó bị mất ấy, trước khi cái E nổ mất ấy, thì ông E thêm một phát nữa để cho nó bay vào đấy. Để vừa bay vào vừa E được ấy. Có khó ngoài chợ. Có thằng đặt bẫy nha. Thằng đặt bẫy gai độc nha. Đâu có bóng còn lại đâu. Tìm chưa? Đi, mẹ đông quá. Bóng còn lại đâu nhỉ? Không có bóng còn lại. Ai biết. Còn một thằng cuối cho cơ.
2 rồi. Ơ kìa. Hóa ra ấn xúc và xuyên được tụt xuống nhanh à? Đó biết đấy. Bấm C để lộn ngược mạnh ạ. Lâu là thôi. Đây là tí nữa. Đây một thằng ở đây, một thằng ở đây mà em đợi 4-5 tiếng rồi vẫn đợi tin. Hay đây gì? Lui ra, lui ra. Đây đây. Đây. Đừng mạnh em, đừng 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 đừng. À một là ba. Vào 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 đi mày, vào đi vào đi vào đi. Ôi đi không. Ui. Choáng 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 choáng. Đục. Còn một thằng nữa đây, 4 thằng mà không ăn được một thằng đi. Ui ui, đi mẹ ăn bẫy ạ. Ok, cái gì anh? Con mẹ. Đằng sau mày, đằng sau. Tôi nghe tôi bị giật phát. Chỗ tôi mọi người đứng ở chỗ tôi. Cứu. Ui đi con mẹ, thấp máu quá, tôi còn có 6 máu thôi. Sao cái thằng cầm khiêng nó không lên đỡ cho ông nhỉ? The fuck. Nó còn nấp. Ui đi mẹ, một thằng đấy chết hết. Mẹ. Thằng công khiên đang phải lao lên pha đấy thì mẹ nó cứ giữ giật. Ê, mẹ đẻ mình nó giết hết pha. Qua tôi bị sẵn vào cái bẫy ạ. Pha tôi thì quay ra nhìn nó, tôi bị sẵn vào cái bẫy, tôi giật một phát. Đéo ngắm lên được nữa. Làm tôi còn nó bắn còn có 6 máu ạ. Này thì bẫy dễ nhìn là mày. Cái bẫy của con gai nó khó thì mãi lìn ra. Nhéo hiểu à. Cái thằng cầm khiên thì mẹ chơi khiên xong ghét nhất mấy cái kiểu thì mẹ chơi khiên xong mày đứng nấp đằng sau. Mà mình còn có đúng 6 máu chứ. Pha đấy 3 thằng ra vào bắn là nó chết mẹ rồi. Đây thằng lồn nó cứ đứng nấp đất nè. Sống rồi. Con ăn lo là không? Vì là đạt mới mạnh lại, ai quên đạt mới hiệp lại chơi rồi đâu. Ai quên nhầm hiệp mới cả mạnh đạo lại chơi rồi đâu, lại vào rồi. Vào thôi. Mạnh đâu? Mạnh. Mẹ pha đây, mẹ 4 bắn 1 rồi mà để nó bắn chết hết á. Đéo hiểu. Quá tự nhiên tôi bị giẫm bẫy á. Tôi bị giẫm bẫy mà. Tôi quay ra nhìn nó bị giẫm bẫy đéo ngắm mới được. Cái bẫy nó còn bị kiểu nó khựng mình lại một phát ấy. Mà hai thằng còn lại ngáo quá mẹ. Mà khiên đéo nhiều. Thế mới phải rủ ông nhập vào chơi. Khiên thì phải cầm khiên xong rồi đắp. Đéo hiểu, cầm khiên xong đắp thì cầm cái đéo đi. Chơi khiên xong đứng sau nấp tường thì phải để thằng cầm súng ra bên bàn. Mà mình có đúng 6 máu chứ. Nó làm gì được. Bắn với ông sao toàn thua đấy. Tôi bắn mình là thắng liên liệt. Ôi biết một ngày tôi kiếm 4.000 tiền không? Bắn toàn thắng ấy. Bởi vì tôi rank cao. Rank cất cao. Hai ông già có. Cái anh không mệt vãi cất.